Xuân Hương Viên, Tuyết Nha và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp của đài truyền hình IBC TV được phát trên các băng tần 57.19 tại miền Nam Cali, 16.12 tại miền Bắc Cali, mở rộng ra Houston, Texas trên băng tần 27.7 và trên hệ thống Galaxy 19 phủ sóng toàn Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên website ibctv.us. Như thường lệ, sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin. Ông Macron nói dự luật nhập cư sẽ bảo vệ người Pháp về cực hữu. Doanh nhân người Anh bị bắt cóc được giải cứu tại Ecuador, 9 người bị bắt. Sông Maine trở thành dòng lũ sau cơn bão. Phe đối lập Serbia đưa ra thách thức pháp lý đối với những cáo buộc gian lận bầu cử. Cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc về viện trợ Gaza tiếp tục bị trì hoãn. Sau đây xin mời quý khán giả cùng đến với bản tin chi tiết đầu tiên liên quan tới tình hình chính trị nước Pháp qua phần trình bày của sứ ngôn viên Linh Trịnh. Vâng, kính thưa quý vị, ông Macron nói dự luật nhập cư sẽ bảo vệ người Pháp và phe cực hữu. Tổng thống Emmanuel Macron vào hôm thứ Tư, ngày 20 tháng 12 đã cho biết dự luật nhập cư mới của Pháp sẽ bảo vệ người dân Pháp và đáp ứng mong muốn của người dân trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi cuộc cải cách gây nhiều tranh cãi được bỏ phiếu thành luật. Ông Macron phải đối mặt với những rạn nứt trong liên minh cầm quyền của mình vào hôm thứ Tư sau khi Quốc hội thông qua một dự luật cứng rắn khiến Bộ trưởng Y tế phải từ chức trong bối cảnh căng thẳng về luật mới. Ông Macron nói với các phóng viên rằng luật này là kết quả cần thiết của một sự thỏa hiệp và nói thêm rằng ông không hài lòng với tất cả các yếu tố của nó. Tổng thống Pháp khẳng định các biện pháp cứng rắn nhất của luật này sẽ giúp chống lại cuộc meeting toàn quốc cực hữu của Marine Le Pen bằng cách giảm bớt luận điệu của họ về vấn đề nhập cư. Thưa quý vị, doanh nhân người Anh bị bắt cóc đã được giải cứu tại Ecuador, 9 người bị bắt. Cảnh sát Ecuador đã giải cứu doanh nhân nổi tiếng người Anh vào ngày thứ Tư, 4 ngày sau khi ông bị bắt cóc. Colin Armstrong, cựu lãnh sự danh dự của Anh tại thành phố công nghiệp Guayaquil, bị bắt cóc vào thứ Bảy vừa qua. Ecovisa và phương tiện truyền thông địa phương đưa tin Armstrong bị đưa khỏi nhà tại thị trấn Baba thuộc tỉnh Los Rios. Tướng Cesar Zapata, tổng thư lệnh cảnh sát cho biết trong cuộc họp báo tổ chức tại Quito, ông đã được thả ra và đang an toàn. Zapata sau đó nói với phóng viên, một phụ nữ Colombia cũng đã bị bắt cóc cùng với ông Armstrong trước khi bị bỏ rơi tại khu dân cư là Guayaquil và nói thêm 9 người đã bị bắt trong chiến dịch này, một người nước ngoài và 8 người Ecuador mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Sông Maine trở thành dòng lũ sau cơn bão sông Kennebec ở Madison. Maine ngập lụt vào hôm thứ Ba sau cơn bão mạnh tàn phá nhiều vùng ở bang Đông Bắc của Hoa Kỳ. Video nhân chứng cho thấy dòng nước chảy dọc theo dòng sông và tràn bờ. Cơn bão đã khiến hàng trăm nghìn người phải mất điện và đường xá bị cuốn trôi. Truyền thông địa phương đưa tin nhiều con sông đã dâng cao hơn mức lũ lụt khiến một số khu vực phải sơ tán. Thống đốc Maine là Janet Mills đã ban hành tình trạng khẩn cấp dân sự cho hầu hết tiểu bang để hỗ trợ các nỗ lực ứng phó và phục hồi cũng như tìm kiếm cứu trợ thảm họa liên bang. Phe đối lập Serbia đưa ra thách thức pháp lý đối với những cáo buộc gian lận bầu cử. Những người ủng hộ phe đối lập Serbia biểu tình tại Belgrade trong ngày thứ Ba liên tiếp sau cuộc bầu cử mà họ cho là đảng cầm quyền nước này đã sử dụng gian lận để giành được chiến thắng. Lãnh đạo phe đối lập là Miroslav Alaskis đã nói với giới truyền thông trong cuộc biểu tình, những luật sư của họ đã yêu cầu hủy bỏ cuộc bầu cử ngày 17 tháng 12 ở mọi cấp độ, kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ. Đảng tiến bộ Serbia theo chủ nghĩa dân túy cầm quyền đã giành được 46.72% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử vào Chủ nhật vừa qua, dựa trên số phiếu từ 96% các điểm bỏ phiếu. Liên minh đối lập trung tả Serbia chống bạo lực đứng thứ 2 với 23.56% số phiếu bầu, còn đảng xã hội Serbia đứng thứ 3 với 6.56%.
Assange đã giành được lợi thế không công bằng trong cuộc bầu cử quốc hội nhanh chóng thông qua sự thiên vị của giới truyền thông, ảnh hưởng không đúng đắn của Tổng thống Alexander Vucic và những hành vi bất thường trong việc bỏ phiếu như là mua phiếu bầu, theo điều một giám sát quốc tế cho biết vào thứ Hai vừa qua. Cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc về viện trợ Gaza tiếp tục bị trì hoãn. Các nhà ngoại giao vào hôm thứ Tư ngày 20 tháng 12 đã cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu về nỗ lực tăng cường viện trợ cho giải Gaza và yêu cầu Liên Hợp Quốc giám sát việc vận chuyển viện trợ nhân đạo ở vùng đất Palestine một lần nữa bị trì hoãn theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 12, đại diện thường trực Liên Hợp Quốc của Ecuador là José Xavier de la Casca López Dominix đã nói với các phóng viên rằng Hội đồng Bảo an đã đồng ý tiếp tục đàm phán ngay hôm nay để có thêm thời gian ngoại giao và Tổng thống sẽ lên lịch thông qua vào sáng mai. Văn bản do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất soạn thảo về cơ bản nhằm mục đích làm suy giảm quyền kiểm soát của Israel đối với các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới 2,3 triệu người ở dải Gaza. Washington có truyền thống che chắn cho đồng minh Israel của mình khỏi hành động của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, như thường lệ, sau đây sẽ là phần bảo trợ thương mại của những cơ sở kinh doanh đồng hành với đài IBC. Chúng tôi sẽ quay trở lại để tường trình đến quý vị những tin tức nổi bật liên quan tới cựu nhà báo là Donsova nộp đơn xin tranh cử tổng thống cạnh tranh với ông Putin như thế nào. Hay chúng ta tới với thủ lĩnh Houthi dọa tấn công chiến hạm Hoa Kỳ nếu Washington nhắm vào Yemen. Và Tổng thống Biden nói thỏa thuận con tin mới tại Gaza sẽ không sớm diễn ra được. Trong khi đó, thì bản tin người dân Bolivia đang vật lộn với trận lũ lụt sau mưa lớn. Xin mời quý khán giả đón xem.